mày điện mày nói thế? Đang nấu ăn mà bị công an tra hỏi, mẹ bật chế độ tác chiến cực căng khiến đầu dây bên kia tắt điện. Từng nghe nhiều vụ công an pha ke gọi điện lừa đảo các bậc phụ huynh, nên hôm nay, ngay khi có người tự xưng công an gọi điện, anh thanh niên này liền bấm máy quay xem thử mẹ mình sẽ giải quyết như thế nào. Mà còn tin gì mà em hỏi gì nữa? Chúng tôi là công an, chúng tôi phải được quyền hỏi. Thật cả đấy là công an không? Hơi nọt. Tự nhiên nghe câu hỏi, cái anh công an đứng hình mất 3 giây, quên mất mình là công an thật hay giả nên không biết cách trả lời. Rất may, đầu anh đã nhảy số khá nhanh nên đã đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà dòng quẻ, người dòng bắt mà nói là công an tình quang biết. Tôi là người ở ngoài Bắc, tôi là người ở ngoài tỉnh Bắc Ninh, và hiện tại là tôi chuyển công tác vào đây để làm việc. Tôi đang đi ngoài Bắc, lên đây. Lên chỗ nào? Lên chỗ nào? Lên chỗ nào? Tao lên với. Lên chỗ nào? Mày đang đứng chỗ nào? Nghe nóc nhà lên giọng, cậu con trai đứng kế bên còn rén ngang, chứ đừng nói là mấy anh công an pha ke. Chưa dừng lại ở đó, mẹ còn thể hiện đẳng cấp chửi vuốt mặt không kịp. Tao làm gì sai mà mày điện mày nói thế? Mày tao với mày đấy. Trời thì nóng như đổ lửa, lại phải vào bếp nấu cơm cho mấy con báo nên mẹ đã khá quạo. Gặp thêm mấy anh công an giả với thủ đoạn non nớt, chỉ một kịch bản lừa đảo mà xài với tầm nghìn người, nên phụ huynh cũng lười phải đối phó. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng hài hước để lại những tràng vỗ tay như: công an dám dọa cả sư tử á? Cơm nước đã bực rồi còn kiếm chuyện với bà à? Tao đã nấu ăn nóng nảy rồi, mồ hôi nhễ nhại còn chọc tôi chửi. Chị đang ăn chay, đang nấu đậu hũ kìa, không cho chị tu gì hết hà. Còn bạn thấy mày đối đầu với công an pha ke của người mẹ trong video này như thế nào? Có quá đẳng cấp hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.